văn phòng chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam về việc phòng ngừa đấu tranh với ma túy dưới hình thức tem giấy thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều phản ánh về tem giấy hay bùa lưỡi chứa chất lsd một loại ma túy gây ảo giác đang bùa vây trường học đầu độc dưới trẻ trước vấn nạn này phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia phòng chống s và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm giao bộ công an chủ trì phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo và các cơ quan địa phương liên quan kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả đối với hiện tượng này Báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý địa bàn, đặc biệt là khu vực xung quanh trường học, xử lý nghiêm các trường hợp quảng bá, mua bán dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng ma túy. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa có quyết định thành lập tổ điều tra sự cố thủy điện sông Bung 2, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với 16 thành viên do Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng làm tổ trưởng. Tổ này có nhiệm vụ tổ chức giám định nguyên nhân theo quy định của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng để giám định nguyên nhân sự cố thủy điện sông Bung 2, xác định trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, báo cáo thủ tướng, Đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp an toàn công trình. Ngoài ra, tổ này sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc cử ông Nguyễn Quang thử, giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam tham gia tổ điều tra sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2 do Bộ Công Thương thành lập.